là mấy bài 2, 3, 2, 4 thì tương tự công thức mình như này đâu. Hàng 2, 4 này thì bằng 2S được cái còn 2Y cộng 1 này. Chỗ này sẽ bằng 2Y thôi. Bài 26 này nó khác một xíu, đó là cái dạng phân số. Thì nó viết dưới dạng là 1 này cộng 1 phần 3, 1 cộng 5 này cộng 1 chia cho 2N trừ 1. Thì cái này mình chỉ đơn giản thay cái phần là thì là S công thức này thôi. S cộng với 1 chia cho 2 sao với n mình thay bằng y trừ đi 1. Cái này với y cái quan trọng này. Với y từ bao nhiêu các thành viên? Đúng rồi, y bằng 1. Đấy nào, y chạy từ 1 đến nào. Ok chưa? Y chạy từ 1 đến nào. Ghi thế này phải có là với y viết thế này một cái là viết cái này còn nhớ toán này đúng không, khoảng là đoạn này này đoạn này toán đấy hai đầu có nghĩa là sẽ chấp nhận giá trị từ 1 cho tới n được, ok chưa? Thì mình vẽ sơ đồ thôi, đây vẽ hẳn cái tương mới từ đầu ấy, cho quen đây. Vì ghi nè triển khai thôi này mình khai báo đây chặt hơn nhá, khai báo này. N này S này Y này đấy. Tiếp theo là mình nhập giá trị cho nó thì mình sẽ nhập cho n bình thường thôi, nhập n này có một chú ý đó là cái này đang là dạng tổng của phân số, do vậy phải chú sửa một xíu cho nó rõ ràng nhé, thì có thể khai báo thế này. Khai báo này cho gộp hai này nhá, ni này kiểu y này và s kiểu phần nó để viết cả nào, ok chưa? Có nghĩa là hai cái biến n với y để kiểu số nguyên, còn s phải bằng số thực. Đấy. Nhập n bình thường này. Cái này sang cái sơ đồ trước này. Để xóa cái phần dưới. Nhập n bình thường này, nhập xong bắt đầu mình sẽ tiến hành tính toán. Tính toán này mình sẽ cho S khởi tạo bằng 0 này. Y lúc này sẽ bắt đầu từ 1 này. Bắt đầu chỗ này đâu mình sẽ kiểm tra điều kiện. Y có nhỏ hơn bằng N hay không? Đấy. Để kéo nó gần gần nhau một xíu. Nếu như đúng mà y nhỏ n bắt đầu mình sẽ tính toán cho s. S là sẽ bằng s này cộng với 1 chia cho 2 sao với y trừ đi 1. Đúng tức là được. Đúng không? Kèm theo đấy là mình sẽ tăng y đấy. Y cộng 1. Đấy. Sau khi đoạn này xong bắt đầu mình sẽ quay về cái đoạn đầu kia. Phải lặp lại đây. Cái chỗ này chính là vòng lặp này. Vòng lặp. Oh, qua. Có nghĩa là về sau mình sẽ chuyển sang sang dùng vòng qua nữa. Để buổi buổi ngày mai chúng ta dùng vòng qua. Chỗ này thêm một cái đánh dấu nhãn cho nó, như là trường hợp chu thêm đây chu đây thế trường hợp nếu mà nó không đúng bắt đầu sẽ chuyển sang cái
hiển thị kết quả hình bình hành. Đây là hiển thị tổng S. Tôi lại thêm một cái đánh dấu đây là trường hợp bằng phô. Sau khi mà tính toán hiển thị tổng xong là mình kéo cái em đấy thôi, kết thúc. Đây là kết thúc chương trình khi là e. Đấy, giờ chúng sẽ gửi cái này vào. Đó, phân số. Chưa nào về. Đây là cái sơ đồ của bài này. Rồi mình sẽ làm y theo sơ đồ thôi. Đây, cái này nó là mũi tên hơi khó nhìn chút rồi. Mũi tên phải đi ngang đấy, nó chọn vào đây nhé. Chứ không ngược lại nó lại thành sai. Em chọn đây nó xuống đường dưới theo hướng dưới này. Bây giờ ta sẽ chuyển sang phần code. Can cho n tạo bài mới. Đây thì là tính tổng phân số, tính tổng được đây sẽ bằng một này. Một cộng 1/3, 1/5, 1/3 này cộng 1/5 cộng chấm chấm này cộng với 1 chia cho 2 để n trừ đi 1. Thêm cái sập n nó xuống dọc xong rồi đi tuần không luôn được. Đấy, bắt đầu begin trong sơ đồ ở đây. Mình sẽ chuyển từ sơ đồ sang. Đầu tiên là phần khai báo. Thì khai báo nó sẽ chia thành hai kiểu khai báo, một cái khai báo cho số nguyên, khai báo cho số thực. Đây này. Số nguyên bao gồm có n với y, mình sẽ khai báo này. Khai báo y này, n y này. Thế còn cái tổng S bởi vì nó phân số, khai báo thành dòng số thực. Đây như trong cái sơ đồ mình vẽ đây. Đấy. Khai báo xong ta sẽ nhập số liệu, ở đây input chỉ có mỗi n thôi, nhập bình thường. Có thể ghi bước 1 để ghi số 1 để dấu khai báo thì nó rõ ràng. Nhập n vào giờ pen s phần trăm d và n đây. Đây đến bước 3 là phần tính toán. Nhập xong tính toán bắt đầu mình sẽ bắt đầu s gắn bằng 0, y gắn từ 1. S gắn bằng 0 này. Cái phần gắn y cho vào for này. Bây giờ viết khác một xíu này. Ở chỗ này mình chỉ cần khai báo n trên thôi, cái phần mà vòng nạp thường thường các phần tính toán ấy thì cái phần khai báo y mình phải cho luôn trong vòng nạp được. Do vậy có thể xóa cái phần là dòng khai báo y đi. Ok được. Đây này. Chỗ này khai báo y t y gắn vào đây luôn được. Y gắn bằng 1 này, y nhỏ bằng n. Ở đây y cộng cộng luôn.
khởi tạo y không của một này, y nhỏ n n y của cộng. Vâng này, s của mình sẽ bằng s này cộng với 1 chia cho 2 sao với y trừ đi 1. Đây là phép mình có thể chuyển này sang phép gắn kép bằng cách là chuyển dấu cộng lên trước để kéo cộng lên trước này, thì này sẽ s cộng bằng 1 chia cái kia không, xóa cái này đi. Có một chú ý rất quan trọng, đó là cái này, cái phần đây là phần phép chia, nếu viết thế này thì sẽ phép chia phần nguyên cho phần nguyên, à, chia phép chia đến phần nguyên, do vậy sẽ phải dùng ép kiểu thêm một cái phần nó phải bằng trước nữa để tránh cái phép chia phần nguyên cho phần nguyên đi, à, chia nguyên cho nguyên, thế kết quả là bị đúng rồi. Lúc đấy mình sẽ có s sẽ bằng cộng bằng phần loát này của một này chia cho 2 nhân y trừ 1 ở dưới này, ok chưa? Và cái chú nào tránh phép chia lấy phần nguyên. Đây ghi chú cái phần nó vào cho nhớ này. Dùng phần nó là cho lên trước đối với thực. Sau cái vòng lặp thì tính toán này, chỉ cần vòng lặp thì nó bằng mấy cái bước ở trên hình vẽ đâu. Kiểm tra y nhỏ bằng n không thì nằm trong phần giữa này. Đấy. Thế còn cái phần khởi tạo của nó thì mình để ngay ở phần trong vòng lặp đâu, ở phần này. Cái phần mà thay đổi điều kiện thì là y cộng 1 ở đây. Đấy. Được được chú ý nhá, đây biết được kết quả nhá. Đấy. Đó là phần nhớ đây. Kết quả đây này. Tổng. Đặt vào. Một cộng với nhau. 1 phần 3 này. Cộng 1 trên 5 này. Cộng chấm 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 này. Cộng với 1 chia cho 2 sao rồi. B. N. 7. S. Ở đây bằng. Bằng phần trăm F, bởi vì F của mình là kiểu số thực. Do vậy cái hiển thị phải dùng phần trăm F ở đây. Xong là xóa khoảng trống thừa đi. Đây, đây là bước 4 này. Hiển thị kết quả. Đây, có 4 bước là khai báo này, nhập dữ liệu này, tính toán hiển thị kết quả. Bây giờ đưa nó vào đây là tổng phân số 2. Bây giờ nhấn F11 hoặc vào trong menu này. Nhập bao nhiêu mình? 3. 1,5333. Ok chưa?